đó của em cũng khoảng 5 tấc, đúng không thả dài đâu mà đón. Chào bà con ha, anh Dũng. Bữa nay mình em lên thả cho anh Quý, anh Quý. Anh Dũng, anh Quý. Dạ. Mình ở đâu anh Quý? Đây là ở khu phố Lộc Khuê, phường Gia Lộc, thị xã Tân Bàn, tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh ha. Dạ. Thì nói chung ra cái nguồn nước ở Trảng Bàng Tây Ninh này nó cũng đâu nước cái này xài hồ Dầu Tiếng thì nước này rất ok nha bà con. Không phải mà nói thả ốc mà tới đâu cũng nói ok, cái nào không ngon là nói không ngon à. Tại vì biết ngon sao giải thích cho bà con coi nè. Ngon chứ không ngon là dễ biết ha. Cái bèo này nè ha. Nếu mà nước nó không có đạt á là bèo này không bao giờ tốt. Mà còn này nước đạt bà con coi bèo nè, rễ hết hồn luôn nè. Chứ hôm nay cũng lên cho anh Quy cũng bèo cám luôn, là căng dèo cho anh luôn. Chứ nói thêm bà con cái này, cũng có số bà con nó là con gì mà không cho ăn, nói chung ra con nào cũng ăn hết trơn á. Nhưng mà của tôi cái kỹ thuật của tôi cho ăn á là tức là bèo này nè, là cái nguồn thức ăn của nó rồi. Chứ nhớ bà con nên nhớ đi, hồi thì lúc tôi cũng bằng nhỏ nhỏ bự hơn này nữa. Chắc nói anh Quy biết đó, hồi đó ốc ra cho ăn. Ra đồng mà tôi mò mấy chỗ nào mà cỏ thì không có ha, mà lại mấy chỗ bèo cũng cái ha, nó đặc sệt luôn, con nào nó mập lù, nó là mình đâu có cho ăn gì đâu, thì nó ăn ba cái bèo đó là nó mập đó nha bà con. Mà tôi nghĩ ra từ đó giờ tôi cũng mua nuôi, lúc trước tôi cho ăn bầu mốt mít tí đao đủ thứ trơn, đu đủ đồ chết sạch. Rồi tôi mới nhớ lại là lúc tôi đi mò ốc đó là ngoài ruộng đó, ngoài đồng đó có ai đâu mà cho ăn đâu mà ốc còn mập mập không, mà chỗ nào bèo là mới bu lên nha. Thì bà con nói rồi, tôi nói rồi, phải không, hồi đó ai đâu cho ăn, rồi ốc cũng bành bành không, bây giờ mình khép kính nó vô nó cho ăn là nó sẽ chết. Thì kỹ thuật của tôi nó như vậy đó, thì còn của bà con nào thì tôi không biết, chứ tôi là tôi làm vậy là tôi rất thành công. Cái này anh làm mà cái này cũng lâu rồi hả, hình như điện em cũng lâu à. Em kêu làm hầm đồ đó đàng hoàng lên mấy tháng cho ảnh này nha bà con. Ở ngoài có cá hóa gì mình nuôi cái bèo này ở ngoài những khúc đi nữa mình vớt vô cho nó ăn. Dạ, có luôn, nãy em vớt nửa xô rồi. Mình bây giờ gì đi. Cái này anh đổ nó luôn cũng được. Mình nuôi một khúc này nè, ăn nữa mình hai ra cho nó ăn. Dạ dạ, có gì lấy cây ấy là không? Ừ, có gì lấy khúc đó đó. Ăn để sao đi, mình thả cho ăn cái. Cái bèo của anh Quý làm cũng rất là tốt nha bà con. Bèo đẹp luôn. Trang bạc Tây Ninh làm cũng làm là tự thôi. Anh điện là kêu nó dắt mương đồ này kia chân nha bà con. Dắt mương rồi mới nuôi bèo. Hút bèo. Có bữa rồi đổ ri hay nhiều quá trái mới mà đều ăn hết. Gãi. Gãi chứ đừng có xịt. Thì anh Quý thấy anh Liệt á, anh tư vấn cho mình chỉ ok không anh? Cũng ok, được, hay anh chỉ dạ. Xịt thuốc đâu này kia. Nhiệt tình không anh? Nhiệt tình. Dạ. Cũng nhiệt tình, thấy không ạ? Chỉ xịt thuốc với đãi diêm rồi nè, thấy không? Dưỡng mèo. Ai hỏi là chỉ nha, còn cái cuối cùng là con hỏi được thì mừng. Ổng ủng hộ thì cũng chỉ nha. Anh biết là đây. Cái này hai nhỏ này hai chặt. Không sao, cái này nó hạ ra đi vòng vòng qua đây cho nó. Bởi anh sợ nó không đi qua bên kia được thì ra mới nói anh là thả ra ngoài luôn đi. Thôi không. Thả chỗ mới. Không. Không ngon bằng gì. Đâu bên này. Nó đeo nó ra. Nó đi qua. Nó mò lên trên thùng nè. Anh nghe lá tay nghe. Giờ em cũng gì thì nói chung ra thì hiện tại giờ em nói với anh Quý gì. Em giao ốc cho trước tiên của anh, nó đầu tiên con chống bất cứ gà vịt hay gì ốc cũng vậy. Đầu tiên là điều phải không? Như đặt ví dụ anh nuôi cái anh đổ cho anh đi, em thì em bao cái trong mùng với anh. 14 ngày. Y nước gì cho em đựng thảy gì xuống cho nha. Dạ dạ. Có gì thì cố vậy em sẽ mà đổ lại cho anh là y gì em không lấy tiền nha. Cái thứ hai rồi còn cái thứ hai á, là em đổ cho anh rồi đó thì hiện tại ốc điệu gì còn sau này đặt ví dụ thả xuống đây thì cái khâu chăm sóc thì là anh với em đâu ngồi để chăm sóc đâu mà phải
kêu em ngồi để đặt cái vụ cho nó điều một cái nữa rồi, rồi làm sao anh không cho ăn rồi kêu nó điều rồi sao mà được phải không? Nhưng mà trước tiên mình mua heo không bất cứ mua gì mà lại thì thấy điều đi rồi mình đem về thì cái khâu chăm sóc của mình điều hay không là lo mình chứ. Cái bèo mình chứ bớt bèo này luyện vô nữa hả anh? Không, hết bèo cám này mới luyện vô. Hết bèo cám thì thêm còn nó bò nè. Tôi thì trước tiên tôi giao ốc là ốc mạnh nha. Là ốc đạt, trong dèo có gì sự cố gì 14 ngày tôi sẽ đổ lại cho bà con y cũ luôn. Rồi còn điều nếu mà còn có số khách hàng á, thì bà con nói là thả đi, nói gì chứ thả đi rồi thử 2 tuần biết liền. Nói chung ra anh coi clip của anh Vũ thì biết rồi. Em có quay clip anh Vũ mà qua em hạ dèo đó là chỉ là mới có 1 tuần một mà nó đạt kinh khủng luôn. Ông đổ tới 300.000 đó. Thì để vài bữa nữa em 16 này em đổ cho anh 40.000 em sẽ quay cái mùng 2 tuần luôn cho bà con coi luôn để nó nhằm khi có số nó nuôi đi rồi 2 tuần đi rồi biết hả, để thì 2 tuần này tôi sẽ qua quay cho anh Vũ cho bà con biết hết luôn, thử cây ốc có liệt đạt không, rồi còn nhằm khi bà con nuôi không vô tôi vô đổ rồi cám gì kêu đổ rồi cám rồi không đổ rồi cám mà kêu nó điều thì sao điều không mà em nói gì anh phải không, chăm sóc y như của tôi chỉ là sẽ ok. Đầu giờ cái hai lưng mèo cám xuống thì cái mình đổ vô ha. Chừng khả năng cống anh hãy đổ vô. Nhưng mà này 2 tuần mới hạ ra ngang anh mà. Cứ mở dây tuột xuống không anh. Để anh hồi để anh chỉ cái cho anh coi. Nói chung ra mà ăn thì đâu đó thôi cho nó đàng hoàng chứ. Mình muốn lấy tiền ra không đâu được. Em anh sẽ nhớ cập nhật Zalo em là tới là cuối cùng luôn em Quy. Dạ. Bất cứ lúc nào anh điện, bất cứ lúc nào không có thì bà xã em cũng nghe, hoặc là chiều em đi giá ốc về chiều em cũng sẽ lục, em sẽ trả lại cho anh à. Nha. Nhưng mà em khuyên cá là không có cho ăn gì hết trơn nha, bất cứ bà con nào cũng vậy, không cần mua ốc của tôi cứ gì mạnh dạn điện hỏi tôi đi, tôi chỉ cho để mình đổ tiền ra rồi ngay. Tiền nó rồi mình không ấy uổng lắm. Vậy là nó mát vậy là được rồi anh. Ok rồi. Em nếu mà anh không có em cũng bắt anh tre. Bắt anh tre lớn trên là tại vì mùa này mùa nắng. Vừa nay cũng có mà con này cái mình em còn để đỡ cái xứ này chứ nhiều không có trái không, chỉ trái tôi lép à. Ngọt lắm. Thì bữa 16 này tôi qua hạ dèo cho bên anh Vũ đó là 2 tuần đó, thì coi tôi quay luôn cho bà con coi coi thử em đó. Trong dèo cái 2 tuần thứ ra nó đều không. Ví dụ mà không cho ăn nó ăn rồi kêu nó đều mà sao nó đều. Phải không, nói với anh nói là không cho ăn không gì hết trơn rồi kêu nó đều sao đều không cho ăn. Đều cám không đủ cho nó ăn sao nó đều rồi. Mặn ăn rồi nãy nay mặn nữa mặn ăn nó thì kỳ. Cái này anh lại có cho anh thêm 2.000. Nhưng mà em thả cái máy ốc của anh này em bảo lãnh không phải mà thả tới rồi nói rằng lấy tiền sống luôn cái phần em hụt của anh luôn. Luôn cái phần hụt của anh luôn chứ không phải mà nó sống luôn. Tại vì mở ra là mình biết là anh đi kêu đít chích nè, như chim chì voi kêu. Nhưng mà nhắc lại cho bà con là dứt khoát là mua mà bà hỏi liệt mua gửi xe liệt không có bán nha bà con. Không bán không gì, bán cho bà con rồi lên trển bà con thả hao hụt, bà con trả tiền tôi rồi, rồi hao hụt của bà con thì tội nghiệp bà con chứ không phải mà không bán, là vấn đề đó sợ bà con hao hụt tội nghiệp bà con thôi, không phải tôi nói tốt mà thật sự là từ đó giờ tôi không bán gửi xe, còn trên bể bạc cũng không bán luôn, tại vì lúc trước tôi thất bại quá trời cái bể bạc rồi thì tôi biết trước là thất bại bán cho bà con rồi bà con thất bại nữa rồi tội nghiệp bà con tôi thương bà con mới làm vậy thôi. Thời gian mới thương bà con mới nói vậy thôi chứ không phải nói trời ơi sao tôi có tiền tôi mua mà sao không nổi phát tiền. Thời buổi này mà cái bập chịu khó lắm, tốt dữ vậy nhé, khó lắm không dễ đâu. Ừ, quá ok luôn. Anh Quý anh làm theo cách của anh Liệt nè, bèo rất là tốt luôn nha bà con, quá trời đạt luôn. Đây là chẳng bằng Tây Ninh nha bà con.
quá trời bèo nè, rất là đạt luôn, bèo rất là đẹp. Đây là nước hồ Dầu Tiếng đi xuống đây luôn nghe bà con. Tự động cho nó ra nha. Yeah. Rồi nó trước khi ra đó anh hồi nó đổ vào cám vòng đây nhé, đi lấy cây tấn nó lùa một ngó vào tự tượng nó vô trong cái lỗ đó. Yeah. Cái lỗ trống đó, lỗ tay tượng nó lùa vô lỗ trống đó. Rồi anh đổ vào cám với vào tự tượng vẫn lộn khúc này đi, nó hạ ra. Rồi nuôi đây tết là còn bằng tiếng mà. Cái bèo này vô mình đổ đó luôn ha anh này. Mời vào còn dư nè. Rồi giờ mình đổ cho mà anh Quý, anh Quý chân bàn Tây Ninh rồi ha. Xin chào bà con ha, hẹn gặp lại bà con ha, quen Quý luôn. Chào con. Rồi, chào anh Quý. Quen nhỏ cái rồi. Này con, à, Quý này con của anh Quý.